Sau đây laptop 123 xin giới thiệu đến các bạn model mới về, đó là dòng Dell Virtual 5459. Còn mẫu này thì có hai màu, đó là màu silver với màu gold. Bên mình sẽ cho các bạn xem cái màu gold trước. Đây, máy đây các bạn ơi. Còn nguyên siêu luôn, máy của mình nhập về còn nguyên siêu luôn, được bảo hành chính hãng của Dell Việt Nam. Yeah, màu gold. Đây, cận cảnh đây. Cận cảnh của màu gold. Nó giống tự giống như cái dòng Inviron 5548. Bộ nhôm nguyên khối các bạn. Đây là bề mặt bên trong. Em này nhìn rất là đẹp. Giống MacBook. Màu vàng. Đây là Virtual 5459, có i5, i5, i3, i7 đều giống nhau, đều có hai màu, đó màu vàng với màu bạc. Dòng này thì không có ổ đĩa, nhưng các bạn đừng đeo Virtual 5459 là không có ổ DVD rewrite vì nó quá là mỏng cho nên không có được. USB thì nó có hai cổng USB 3.0 và 3 cổng USB 3.0 HDMI, có cổng mạng LAN. Này là cộng USB 3.0 hết, không có cộng USB 2.0. Màn hình con này là màn hình công nghệ mới IPS, màn hình chống chói, màn hình rất là tốt, làm cho độ màu sắc nó chuẩn hơn. Mình giới thiệu dòng i5 thì i5 của nó là đây này các bạn, cho các bạn coi dòng BIOS. Đó là Dell Virtual 5459 nè, i5 6200. Tốc độ là 2.3. RAM ổ cứng của nó là ổ cứng SATA 500GB, RAM là 4GB. Card RAID của nó là card RAID 930, card NVIDIA GeForce 930 nha các bạn, 930. 930 thì đối với dòng i3, i5 á thì 930 nó chỉ có 2GB thôi, còn i7 á thì 930 nó là 4GB. Nó lạ vậy đó. Dòng Virtual này là không có đèn bàn phím các bạn, non backlit là không có đèn bàn phím. Không có đèn bàn phím. Vỏ nhôm nguyên khối rất là đẹp. Đèn lần này đèn có nút nguồn luôn. Dòng này phía dưới là nó cũng là màu vàng luôn, vàng mà vàng theo kiểu giống như cái điện thoại. Dùng điện thoại iPhone 5, iPhone 6. Rất là đẹp. Dòng này cũng không có phải nhẹ đâu các bạn, nó tầm ký 6 á. Này nặng tầm ký 6 hoặc ký 7 đó. Nó đã bao gồm pin rồi. Dòng này hiện tại là đang được bán tại laptop 123.vn. Giá là bao giá cho các bạn luôn, giá cạnh tranh. Giá tốt nhất Sài Gòn cho các bạn luôn. Hàng có sẵn, i3, i5, i7 đều có sẵn. Các bạn có thể tới trải nghiệm, không nhất thiết phải mua, tới xem máy và trải nghiệm. Nếu ok thì ủng hộ laptop 123. Rồi, chân thành cảm ơn các bạn.